Kính chào quý vị khán giả, Trúc Giang và Hoàng Trí vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong suốt 30 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi như thường lệ vẫn sẽ chia sẻ những thông tin mới, nóng và thiết thực về nhiều mặt của đời sống xã hội dân sinh trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Bắt nghi can đổ xăng đốt phòng trọ người tình. Bắt giữ siêu trộm chuyên cắt khóa đột nhập nhà dân. Chuyên mục nóng trên mặt báo, khai trương siêu thị giữa lệnh cấm tụ tập, Go sẽ đi về đâu? Sẽ không có 1.000 ca mắc Covid-19 đến ngày 31 tháng 3. Nhộn nhịp chợ bò lớn nhất Bình Định. Mở đầu chương trình là thông tin về vụ phóng hỏa đốt phòng trọ của người tình mà 24 giờ chuyển động đã ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm mà đối tượng Danh Hiếu Nghĩa, sinh năm 1978, trú tại Đồng Tháp, đã đổ xăng đốt phòng trọ của người tình, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Đối tượng này ngay lập tức đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 3, người dân trú tại khu nhà trọ trong con hẻm 89 đường Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, phát hiện lửa bốc cháy tại căn phòng trọ của bà Đỗ Thị Phương L, 48 tuổi, cùng con trai là Trần Văn Tê, 20 tuổi. Khi những người dân sống các phòng trọ mở cửa ra, thì phát hiện cửa phòng của họ bị cột dây kẽm ở bên ngoài. Một lúc sau, những người dân này mới phá được cửa ra ngoài và đưa hai mẹ con bà L đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can gây ra vụ án là Danh Hiếu Nghĩa. Theo thông tin ban đầu, giữa Nghĩa và bà L có mối quan hệ tình cảm. Gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 26 tháng 3, Nghĩa mua xăng bỏ vào can, đợi đến lúc mọi người ngủ say, Nghĩa đến khu nhà trọ này dùng dây thép cột cửa các phòng kế bên, rồi đột nhập vào phòng của bà L, đổ xăng vào bên trong và châm lửa đốt. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tuấn, sinh năm 1985, trú địa phương, về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này chuyên cắt khóa đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản. Trước đó, công an huyện Phú Tân nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân có một đối tượng đang có hành vi nghi vấn trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, cơ quan công an đã đến hiện trường và đã bắt quả tang Võ Văn Tuấn khi y vừa bẻ khóa đột nhập vào nhà dân trộm tài sản chuẩn bị tẩu thoát. Tang vật thu giữ gồm một xe đạp và một ba lô đựng, hai xà beng, một kìm cộng lực, một con dao, một kéo và số tiền gần 12 triệu đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài và đam mê cờ bạc nên nảy sinh ý định đi trộm tài sản của người khác. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Tuấn dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa nhà ông Nguyễn Nhật Tân, cư trú địa phương, đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền trên. Nhận biết trước đó, cũng với thủ đoạn trên, Tuấn cũng đã thực hiện trót lọt một vụ trộm tiền của người dân tại địa phương. Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, từ tháng 2 năm 2020 đến nay, tài khoản Facebook mang tên DNQ, tên đã viết tắt, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã đăng tải gần 300 bài viết liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong đó, nhiều bài viết thu thập từ những nguồn chưa được kiểm chứng. Sau đó, chỉnh sửa, lồng kép quan điểm cá nhân tạo thành tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương. Qua đấu tranh, tài khoản Facebook trên đã phải gỡ bỏ 216 bài viết sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố tài liệu để xử lý nghiêm đối tượng trên và các trường hợp đăng tin giả sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị, giữa những ngày dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, tin tức tràn ngập mặt báo, đài truyền hình loa phát thanh địa phương liên tục phát thông tin yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người phòng ngừa dịch bệnh. Trong sáng ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và khẳng định sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tụ tập trên 20 người, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học bệnh viện. Ấy thế mà cũng ngay trong sáng ngày 26 tháng 3, Trung tâm Thương mại và Siêu thị Go Quảng Ngãi, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi chính thức khai trương. Sự kiện này đã thu hút hàng trăm người dân tham gia. Đặc biệt tại sự kiện này có rất nhiều người không mang khẩu trang theo quy định, chen lấn nhau để mua sắm đã khiến dư luận bất bình bởi làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, bất chấp nỗ lực phòng chống COVID-19 của tỉnh Quảng Ngãi cũng như của cả nước. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản bán lẻ Hùng Cường đặt tên cho siêu thị của mình tọa lạc tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi là Go. Chữ này trong tiếng Anh có nghĩa là đi, lại thêm dấu chấm than kèm sau như một mệnh lệnh. Cứ đi,
không biết có ngầm ý thế không, mà giữa lúc cả nước đang sốt vó trước giặc Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải ra văn bản yêu cầu tất cả các điểm vui chơi, giải trí, mua sắm không được tập trung quá 20 người, thì siêu thị này mở toang cửa để đón cả ngàn người bất chấp lệnh cấm. Trong số cả ngàn người chen chúc như ông vợ tổ ấy, thì phần lớn là đi xem hàng hóa trong siêu thị cho vui. Cũng có người nói cảnh chen lấn ấy là để mua khẩu trang y tế đang giảm giá. Mục đích của việc mua khẩu trang là nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Nhưng chen chúc như thế này là vô tình tiếp tay cho virus. Chỉ cần một người trong số đó dương tính với Covid-19 thì có biếu không cả ngàn khẩu trang cũng trở nên vô nghĩa, nói gì đến chuyện mua giảm giá. Ngay sau đó, cùng với phát công văn hỏa tốc cho dừng ngay việc mở toang siêu thị Go quá nguy hiểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã truy căn nguyên từ đâu lại thả cổng như thế. Tìm các văn bản ra thì thấy rằng từ ngày 16 tháng 3, công ty Hùng Cường đã gửi công văn xin phép được mở cửa siêu thị cho 8 cơ quan liên quan của tỉnh, trong đó có cả cơ quan đứng ra truy tìm căn nguyên. Thế mà khi báo chí hỏi thì hầu như cơ quan nào cũng nói một câu y như nhau, chưa nhận được. Điều đó nói lên rằng tinh thần chống dịch như chống giặc mà Thủ tướng đã quán triệt vẫn chưa đến được với địa phương này. Có thể lúc xin phép mở cửa siêu thị, dịch bệnh chưa nghiêm trọng, nhưng đến ngày khai trương, tình hình đã khác. Thế mà doanh nghiệp vẫn cố đấm ăn xôi, bất chấp dịch bệnh có thể giáng xuống đầu người dân bất cứ lúc nào. Về phía người dân, việc mặc kệ dịch bệnh như thế đã nói lên sự yếu kém về ý thức trước hiểm họa, vừa phản ánh nhu cầu ham rẻ, hễ nghe chỗ nào rẻ là lập tức xông vào, nguy hiểm tính sau. Ngay trong chiều ngày 26 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát công văn hỏa tốc, nghiêm cấm tụ tập đông người, tạm dừng các cơ sở kinh doanh buôn bán những mặt hàng không cần thiết lúc này, đúng với tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt. Phản ứng nhanh như thế là cần thiết, nhưng việc lây lan của dịch Covid-19 có thể còn nhanh hơn cả cái công văn kia. Trong khi Chính phủ và các bộ, ban ngành đang làm mọi việc để có thể ngăn chặn dịch bệnh, sự kiện này lại ngang nhiên diễn ra, gieo rắc nguy cơ lây bệnh cho hàng trăm người. Đây chính là minh chứng cho việc coi thường kỷ cương, chống đối chính phủ và cần phải xử lý thật nghiêm minh. Vâng, thử hỏi lương tâm và trách nhiệm cộng đồng của những người trực tiếp và gián tiếp để sự kiện này diễn ra ở đâu? Họ phớt lờ chỉ đạo của Thủ tướng và coi thường sức khỏe của cộng đồng đến như vậy sao? Chỉ vì lợi ích của một vài cá nhân và doanh nghiệp mà bất chấp tất cả, kể cả dịch bệnh và cái chết, như vậy có đáng hay không? Bây giờ, cả tỉnh nín thở, ngồi nghe ngóng tình hình và vái trời, đừng ai trong số đến Go hôm đó dương tính với Covid-19. Chống dịch như chống giặc, tinh thần đó phải được hiểu như một mệnh lệnh bắt buộc phải thực thi, chứ không phải là hô khẩu hiệu cho khí thế. Đừng để giặc ngồi sau lưng và rắc lông ngỗng đầy đường thì mới phát hiện ra, lúc ấy đã quá muộn rồi. Chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin về đời sống, văn hóa, xã hội, dân sinh đáng chú ý với chuyên mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 3, tất cả các hoạt động tập trung trên 20 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện sẽ bị cấm. Các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống cũng sẽ phải đóng cửa. Sau đây là ghi nhận của chương trình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ đầu tiên quyết định có hiệu lực. Tại Hà Nội, từ 0 giờ ngày 28 tháng 3, các khu vực khác như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách mạng tháng 8, nhà thờ lớn cũng trở nên vắng vẻ và không còn nhiều người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều có tấm bảng thông báo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 và chưa có thông báo về thời gian hoạt động trở lại. Trước đó, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều tổ tuyên truyền đi đến các khu dân cư, cơ sở kinh doanh để phổ biến quy định và vận động người dân nghiêm túc thực hiện. Lệnh cấm hiện tại thì em thấy là cần thiết cho Hà Nội và cả nước ạ. Trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 vừa qua, Hà Nội cũng đã tiếp tục yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết đến ngày 15 tháng 4, khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà. Xe buýt công cộng cũng sẽ tạm dừng hoạt động toàn bộ để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực trước nhà thờ Đức Bà và Bưu điện thành phố là một khung cảnh vắng vẻ, yên ắng. Chỉ còn lác đác vài người đang hành lễ với tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Họ không tụ thành nhóm đông người mà mỗi người tự giữ khoảng cách với nhau cùng hành lễ cầu nguyện. Quyết định đó là đúng đắn. Thì em cũng tôn trọng quyết định đó của chính phủ, nhưng mà hôm nay là ngày hiệp thông của Đức Giáo Hoàng. Trên toàn thế giới yêu cầu toàn thế giới phải cầu nguyện cho thế giới dập tắt cái virus corona, cũng sẽ hạn chế rồi cũng ngồi cách xa ra. Mình thấy cái nghị định mới là của chính phủ thì không tụ tập trên 10 người á.
có nghĩa là rất là hợp lý tại trong thời điểm này dịch đang bùng phát. Nếu mình tụ tập như vậy thì sẽ rất là lây lan ra cộng đồng nhiều hơn. Mình thấy như vậy rất là hợp lý. Hầu hết các quán xá, cửa tiệm, khu vui chơi giải trí công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời điểm không giờ đều đồng loạt đóng cửa, không còn cảnh tụ tập ăn uống, vui chơi như trước đây. Điều này cho thấy người dân thành phố đang nghiêm túc chấp hành tốt chỉ thị của chính phủ và cũng dần thích ứng với những quy định nghiêm ngặt của thành phố để hạn chế sự bùng phát, lây lan dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, sẽ không có 1.000 ca mắc COVID-19 cho đến ngày 31 tháng 3 vì Việt Nam đang triển khai hiệu quả tất cả các giải pháp. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Bộ Y tế cho biết hiện có 4 ổ dịch lớn, trong đó quán bar Buddha tại thành phố Hồ Chí Minh xác định có 153 người tiếp xúc. Đây là ổ dịch diễn biến khá phức tạp. Ổ dịch thứ hai cũng tại thành phố Hồ Chí Minh với ca thứ 100 đã thực hiện hành lễ và đi lễ nhiều nơi. Thứ ba là Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, được coi là ổ dịch với số ca mắc tăng dần và có dấu hiệu lây chéo trong bệnh viện. Hiện nay bệnh viện đã được kiểm soát và tiến hành xét nghiệm cho 4.000 nhân viên và 1.000 người bệnh. Ổ dịch thứ tư là quận Long Biên, Hà Nội với các ca mới tăng dần. Cái bệnh nhân ở khoa thần kinh ấy là cũng là một bệnh nhân và một cái bệnh nhân tiếp theo chúng ta xét nghiệm dương tính thì cũng cùng nằm với bệnh nhân xét nghiệm trước đó. Và hai cái tất cả những cái cán bộ và cũng như là những bệnh nhân ở hai khoa này thì chúng ta đã xét nghiệm và tất cả đều âm tính. Và như vậy thì cũng phải khẳng định rằng là không có cái sự lây truyền từ cán bộ cho bệnh nhân. Và đây là những cái dịch mà lây của các cái bệnh nhân với nhau. Trước những thông tin phân tích trên các trang mạng xã hội về thời gian số ca mắc COVID tăng từ 100 đến 1.000 ca là 9 ngày tại nhiều quốc gia trên thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định suy luận này không đúng với Việt Nam và chúng ta sẽ không có ca nhiễm lên 1.000 vào mốc ngày 31 tháng 3 vì các giải pháp đang thực hiện tại nước ta rất hiệu quả. Chúng ta đã và đang kiểm soát tốt các cái điểm được tạm gọi là ổ dịch và thậm chí những điểm mà chúng ta coi là ổ dịch tiềm năng thì chúng ta cũng đã tiếp cận và chúng ta khoanh để chúng ta dập ngay. Cho nên là chúng ta vững tin nếu chúng ta thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia và những khuyến cáo của cơ quan y tế thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thành công như giai đoạn 1. Và chúng ta cùng nhau phấn đấu quyết tâm là không phải ngày mùng 1 tháng 4 sẽ có 1.000 ca mà chúng ta phải phấn đấu là sẽ không bao giờ Việt Nam có đến 1.000 ca. Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết đã có 37 bệnh nhân có kết quả âm tính, trong đó 21 bệnh nhân đã có kết quả âm tính 2 lần trở lên và đủ tiêu chuẩn ra viện, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Các chuyên gia cũng khẳng định đến thời điểm này, các xét nghiệm nhanh được thực hiện trên cả nước đều là test do Học viện Quân y sản xuất và cho ra kết quả chuẩn theo quy định. Trước những tác động nặng nề của dịch COVID-19 đến nền kinh tế và đời sống của người dân, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt. Tháng 11 năm 2019, anh Vũ Ngọc Tuấn vay 2 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đầu tư kinh doanh vận tải theo tuyến cố định Yên Bái – Mỹ Đình – Gia Lâm. Vừa khởi nghiệp thì dịch COVID-19 bùng phát. Lượng hành khách suy giảm đáng kể nên mỗi ngày anh phải bù lỗ trên 1 triệu đồng để duy trì hoạt động. Có những cái hỗ trợ mà các bạn ấy đang hoàn tất hồ sơ để giúp nhà xe là giảm lãi suất trong những thời gian dịch bệnh. Để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã theo dõi, rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh và đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp để kịp thời triển khai các gói hỗ trợ. Thực hiện cái chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nước Việt Nam và đặc biệt vừa rồi thì Thống đốc có cái thông tư số 01 về hỗ trợ, giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại COVID, thì trong đó thông tư cũng đã chỉ đạo rất rõ và đặc biệt các ngân hàng thương mại trung ương cũng đã có cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo các chi nhánh để tiếp cận với khách hàng để thực hiện các giải pháp. Để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực hỗ trợ khách hàng.
dịch COVID-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng, người dân và doanh nghiệp cần chủ động các phương án sản xuất kinh doanh, có hình thức chuyển đổi sản xuất phù hợp để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Tiếp theo chương trình là những sự việc kỳ thú xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, sống giữa mùa dịch COVID-19, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta đã xem đoạn clip ghi lại cảnh ngăn ngừa dịch hết sức kỳ lạ của một số người dân Trung Quốc, như là đội nguyên một bình nhựa lên trên đầu hay là trùm tấm ni lông phủ hết cơ thể. Và cách thức sau đây cũng lạ lùng không kém. Đó là gần đây một số người dân ở Trung Quốc bắt đầu từ bỏ thói quen bắt tay và chuyển sang đập chân chào nhau để tránh lây nhiễm virus COVID-19. Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang bước ra khỏi ô tô để gặp một số khách hàng. Nhưng khi một trong những vị khách đưa tay ra để bắt tay, người đàn ông ra dấu hiệu dừng lại. Sau đó, hai người này đã chuyển sang chào hỏi bằng cách đập hai bàn chân vào nhau. Chào lưu chào hỏi nhau bằng cách đập bàn chân thay vì bắt tay như trước đây, được coi là biện pháp hiệu quả để tránh lây lan nhiễm virus COVID-19. Cư dân mạng Trung Quốc cũng tỏ ra rất hứng thú với cách chào hỏi này. Tiếp theo cũng là một màn chào hỏi rất thú vị của đoàn bác sĩ Cuba khi tới trợ giúp Italy trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngay sau khi đáp máy bay xuống sân bay Italy và được chào đón bởi các quan chức địa phương, các bác sĩ Cuba đã dùng khuỷu tay của mình để chạm vào khuỷu tay của những người Italy đang đón đoàn. Việc chạm khuỷu tay thay cho cái bắt tay xã giao truyền thống là cách thức để hạn chế sự lây lan virus. Chỉ một động tác nhỏ nhưng đã thể hiện sự chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ Cuba, những người đến từ quốc gia có nền y học hàng đầu thế giới. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, lúc này vì sao phải ở nhà? Thanh niên chạy xe máy phóng nhanh vượt ẩu và cái kết kinh hoàng. Hy hữu vụ tai nạn giao thông xảy ra trước ống kính phóng viên. Chuyên mục chuyện ngày mới, những chiến sĩ trẻ xông pha chống dịch. Thưa quý vị, người dân được yêu cầu ở trong nhà, trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài, là một trong những nội dung rất quan trọng trong chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27 tháng 3. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thống kê trên thế giới, thời gian trung bình để số ca nhiễm COVID-19 tăng từ 100 lên 1.000 là 9 ngày, riêng Nhật Bản là 28 ngày. Với Việt Nam, nếu suy luận theo logic đó, tức ngày 22 tháng 3, Việt Nam chúng ta ghi nhận 100 ca nhiễm mới, không tính 16 ca trong giai đoạn 1, thì hết ngày 31 tháng 3, chúng ta có khả năng có 1.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ không có 1.000 ca nhiễm vào thời điểm đó, bởi chúng ta có các giải pháp của Việt Nam, và đến giờ phút này, các giải pháp đó rất hiệu quả. Theo một chuyên gia của ngành y, phải tính toán kịch bản kiểm soát dịch. Các nước áp dụng biện pháp cực đoan đều đang lúng túng và khi buộc phải phong tỏa hoàn toàn dẫn đến tốn kém ảnh hưởng lớn đến kinh tế. Trong khi nếu mỗi người tự ý thức, tự giác ở nhà trong 2 tuần để hạn chế tiếp xúc, giảm quần thể cảm nhiễm, nhưng các hoạt động tối thiểu khác vẫn được duy trì như mua sắm, những thứ cần thiết, chi phí chống dịch sẽ rẻ hơn nhiều. Ở mức độ lây lan tự do, tức là đi lại tự do, chuyên gia này cho rằng đỉnh dịch COVID-19 ở mức khoảng 32% quần thể cảm nhiễm mắc bệnh và khi 2/3 dân số mắc bệnh mới có thể giảm dần số ca mắc. Tuy nhiên, số người mắc bệnh sẽ phụ thuộc vào mật độ dân số, mức độ tương tác, kịch bản không can thiệp gì sẽ có đến 2/3 dân số bị nhiễm bệnh. Do đó, trong 2 tuần tới, người dân ở nhà sẽ là biện pháp có hiệu quả cao. Cho đến nay, chưa có biện pháp gì tốt hơn là ở nhà, giãn cách xã hội. Vì thế, trong điều kiện Việt Nam, người dân vẫn còn được tự do đi lại, cần phải hiểu và ý thức rằng khi nào cần mới ra khỏi nhà, hạn chế tiếp xúc. Làm được như thế, đất nước không tốn kém chi phí nếu chẳng may dịch bùng phát. Tiết kiệm chi phí cũng chính là giảm bớt khó khăn hiện tại cho người dân và quá trình phục hồi kinh tế sau này. Hôm 27 tháng 3 là một ngày rất quan trọng trong công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Lần đầu tiên từ đầu giai đoạn 2 chống dịch COVID-19, trong số 10 ca bệnh mới, số ca mắc mới ghi nhận do lây lan từ cộng đồng là 6 ca, nhiều hơn số ca mắc xâm nhập từ nước ngoài là 4 ca. Như vậy có thể thấy dịch đã lây lan ngoài cộng đồng. Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, nhận định ở giai đoạn này, vai trò phối hợp của người dân rất là quan trọng. Nếu người dân không phối hợp, chống dịch sẽ rất khó khăn. Điểm khác biệt của hai nhóm bệnh nhân này là hiện toàn bộ bệnh nhân vào từ nước ngoài đã được cách ly ngay khi đến Việt Nam cùng những người liên quan đến bệnh nhân. Còn nhóm bệnh từ những ca lây trong cộng đồng thì thời gian từ khi bị lây nhiễm đến khi phát hiện, bệnh nhân vẫn ở trong cộng đồng.
nhiều người liên quan đến bệnh nhân từ cộng đồng, có tiếp xúc tại nơi làm việc, tại gia đình, lối xóm, người quen rất nhiều và sẽ tiếp tục làm lây lan bệnh nhân theo cấp số nhân. Trước đây, hoạt động phòng chống dịch chủ yếu do ngành y tế và các ngành như quân đội, giao thông, công an phối hợp, người dân tham gia. Nhưng ở giai đoạn này, vai trò người dân là rất quan trọng. Người dân tuân thủ hướng dẫn phòng bệnh, tuân thủ yêu cầu đóng cửa hàng quán, tránh tập trung đông người, tránh ra đường, hạn chế giao tiếp xã hội để hạn chế nguy cơ lây lan. Nếu không tuân thủ, chống dịch sẽ khó khăn, chi phí điều trị một ca sử dụng ECMO có khi 500 triệu đồng hoặc hơn, gây gò không chỉ cho ngành y tế, cho khả năng khám chữa bệnh và cả đời sống. Vâng thưa quý vị, hãy ở nhà để góp phần chống dịch COVID-19. Vậy thì quý vị sẽ chọn cách sống tích cực nào? Tập luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, giải trí bằng cách xem phim, đọc sách, chăm sóc gia đình, ý kiến khác? Quý vị xin hãy gửi câu trả lời vào phần bình luận của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Liên tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những tình huống giao thông nguy hiểm mà chương trình đã cập nhật. Đầu tiên là một tình huống ghi nhận lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lao đi với tốc độ nhanh trên đoạn đường có đông phương tiện đang di chuyển và đã phải nhận một cái kết kinh hoàng. Sự việc xảy ra tại thành phố Thái Nguyên và được camera hành trình trên một chiếc xe ô tô ghi lại. Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bất ngờ lao vọt lên với tốc độ nhanh từ phía bên tay phải của ô tô. Nam thanh niên này sau đó lạng lách và lấn sang làn đường phía đối diện. Đúng lúc một chiếc xe tải đang đi tới từ phía ngược chiều, do tình huống bất ngờ, không làm chủ được tốc độ, nam thanh niên đã lao thẳng vào xe taxi. Cú va chạm mạnh đã khiến cho nam thanh niên bị hất văng và lộn nhiều vòng trên cao. Trong lúc phỏng vấn người dân về điểm đen giao thông, phóng viên đài truyền hình Vĩnh Phúc ghi lại được vụ va chạm giao thông tại nút giao giữa đường Vành Đai 3 với đường Phú Xuân thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến nhiều người bị thương. Sau đây là những hình ảnh về vụ việc hy hữu này. Như quý vị vừa theo dõi, phóng viên phòng thời sự đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc. Trong lúc phỏng vấn người dân khoảng 9 giờ 45 phút ngày 24 tháng 3 tại nút đen giao thông thuộc xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã chứng kiến một vụ tai nạn hy hữu. Theo đó, ống kính máy quay vô tình ghi lại toàn bộ diễn biến vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô 4 chỗ, khiến ai nấy đều bàng hoàng. Nút đen giao thông trong clip chính là điểm giao giữa đường Vành Đai 3 của tỉnh Vĩnh Phúc với đường đi Phú Xuân, Thanh Lãng của huyện Bình Xuyên tại km 3+810 thuộc địa phận xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên. Từ lâu, tại điểm đen giao thông này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm và người dân rất lo lắng. Sự việc hy hữu này hiện vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội. Còn quý vị suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến với 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Quý vị thân mến, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trong kết quả chung đó, vai trò của đội ngũ thầy thuốc trên các mặt trận chống dịch là vô cùng quan trọng. Áp lực đối với các y bác sĩ trong mùa dịch là rất lớn, nhất là đối với những người trẻ. Bởi họ không chỉ vừa phải đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường xuyên, lại còn vừa phải tăng cường cho công tác cách ly, chữa trị cho những người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. Nhưng với tinh thần xung kích, nhiệt huyết của những y bác sĩ trẻ tại các bệnh viện đã sẵn sàng tăng cường cho các khu vực cách ly, nơi tuyến đầu chống dịch. Đây cũng là câu chuyện mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh cấp cứu, vừa tiếp đón nhiều lượt bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp, có yếu tố dịch tễ hoặc nghi nhiễm COVID-19 như thế này, khiến áp lực của các bác sĩ mỗi ca trực cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ vậy, việc giao tiếp với bệnh nhân qua tấm gương cách ly như thế này và khác biệt về ngôn ngữ cũng là một trở ngại. Nhờ cũng nhờ có các chống trụ hoặc là một số anh em giúp đỡ về mặt chuyên môn, ví dụ như có người nước nào đó thì mình sẽ cử cán bộ mà bị tiếng nước đó, hoặc là mình dùng các công cụ hỗ trợ, công nghệ hỗ trợ này, từ điện hoặc là các cái điện thoại thông minh. Trước áp lực công việc tăng cao, nhiều bác sĩ, cán bộ trẻ tại các bệnh viện đã xung phong tăng cường vào khu vực chăm sóc, cách ly người nhiễm và nghi nhiễm. Thậm chí có người chưa bao giờ tiếp xúc với môi trường cách ly như điều dưỡng này cũng sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Mình chưa có gia đình nữa thì mình chỉ tăng cường xuống đây, xuống vào chỗ đấy để làm. Nhưng nếu mà sau này có bị cách ly 14 ngày thì nó cũng không sao, tại vì mình đang ở một mình thì chưa có gia đình thì mình cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người thôi, không sao hết. Mình lợi thế của các bạn trẻ của mình thì thứ nhất các bạn
rất khỏe và tinh thần rất cao. Đó. Ý thức của một người thanh niên, một chiến sĩ công an để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch của khoa ngày một tốt hơn. Các bạn đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác điều trị của bác sĩ, của đơn vị phòng chống dịch. Thực tế đã có không ít bác sĩ, y tá, cán bộ y tế trong quá trình công tác đa nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm COVID-19 hiện đang được điều trị và cách ly. Nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các bác sĩ trẻ này vẫn giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng trở lại phục vụ chống dịch sau khi kết thúc đợt cách ly. Thì đây là một đợt chống dịch căng thẳng nhất từ trước đến nay mà chúng tôi từng đối mặt. Thì về phía mặt đoàn thanh niên thì chúng tôi có những hỗ trợ động viên tinh thần của bạn đoàn viên, các bác sĩ trẻ, các bạn nhân viên y tế thì xung phong sẵn sàng để hỗ trợ bệnh viện trong công tác chống dịch. Trong mùa dịch COVID-19, các bệnh viện là nơi chịu nhiều áp lực nhất khi vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường xuyên, vừa phải ngày đêm đối đầu với dịch bệnh. Việc các y bác sĩ trẻ xung kích tăng cường lên tuyến đầu chống dịch đã giúp giảm áp lực lên công tác chuyên môn tại các khu cách ly, góp phần ổn định tình hình dịch bệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát lại vào 22 giờ và 6 giờ sáng mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trúc Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.